Kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, kiêm trưởng ban vì sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ, thưa tất cả quý vị đại biểu, khách mời, khách quý, thưa toàn thể các cô bác, chị em, phụ nữ ngày hôm nay. Đầu tiên thì Thái Minh rất là phấn khởi được Ban Nữ Công nhà trường mời về dự cái buổi giao lưu kỷ niệm ngày 20 tháng 10, Ngày Phụ Nữ Việt Nam hôm nay. Kính thưa quý vị, Sư Thái Minh thì cũng nguyên là sinh viên và là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cách đây mấy hôm, nhà trường có tổ chức cho khóa được gặp mặt 30 năm sau ngày ra trường. Thái Minh rất là cảm ơn ban tổ chức của nhà trường đã giúp cho các cựu sinh viên có một cái ngày gặp mặt giao lưu hết sức là ý nghĩa, và mọi người được sống lại cái thời sinh viên rất là vui vẻ, trẻ trung. Hôm nay, Sư Thái Minh lại có duyên được về trường trong một cái tình cảm rất là thân thương, đầm ấm. Lời đầu tiên, cho phép Thái Minh được gửi lời chúc sức khỏe các thầy, các cô, đặc biệt là cô bác, trẻ em phụ nữ ngày hôm nay dồi dào sức khỏe, trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc. Thưa đại chúng, cái chủ đề hôm nay mà Sư Thái Minh muốn chia sẻ đặc biệt với trẻ em phụ nữ đó là phụ nữ làm sao đẹp, giàu và hạnh phúc theo tinh thần của Phật giáo. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì có hai nhân vật cũng gọi là đặc biệt, đó là Sư Thái Minh và Thượng tọa Thích Đức Thiện. Hai anh em cùng là sinh viên K26 của trường kinh tế. Ra trường, ra trường xong thì Thái Minh có duyên được ở lại trường làm giảng viên giảng dạy gần 5 năm ở trường. Sau đó thì Thái Minh chuyển về bên Bộ Công nghiệp công tác. Thế còn Thượng tọa Thích Đức Thiện thì ra trường rồi vào Sài Gòn công tác. Sau đó thì cả hai anh em đều bén duyên với cửa Phật và phát nguyện theo Phật xuất gia tu hành. Đến nay thì cũng được trên 20 năm. Kính thưa đại chúng, nói về phụ nữ thì chúng ta biết rồi, phụ nữ là chiếm quá nửa nhân loại. Vai trò của phụ nữ thật sự là rất quan trọng. Đây là những cái người mang nặng đẻ đau ra nhân loại. Nhân loại chúng ta được phụ nữ mang nặng đẻ đau. Cho nên cái ơn của người phụ nữ rất lớn. Trong kinh thì Đức Phật cũng thế, rất là quan tâm đến nữ giới. Có thể nói Đức Phật Thích Ca cũng là cái người mà làm cuộc cách mạng đầu tiên trong xã hội Ấn Độ về giới đó. Thời đó là nữ giới gần như là không được tham gia các cái việc tu tập. Nhưng mà Đức Phật đã là cái người đầu tiên cho nữ giới được xuất gia tu tập. Và có một câu chuyện, ông vua Ba Tư Nặc, vợ của ông ấy là hoàng hậu Mạt Lợi, sinh một cô con gái đầu lòng. Ông rất là buồn. Ông đến có thưa với Đức Phật Thích Ca: con buồn lắm, vợ con sinh con gái, hoàng hậu sinh con gái. Thì Đức Phật nói là: đại vương không phải buồn, sinh con gái mà người con gái đấy có trí tuệ, có đức hạnh thì cũng rất giá trị, không kém gì nam tử. Mà người con gái ấy sẽ sinh cho đời những người con cao quý. Đó, đại vương không phải buồn. Đấy là những cái điều mà Đức Phật nói rất rõ, khẳng định cái vị trí của người phụ nữ. Ấn Độ từ thời xưa mà Ngài đã làm như vậy. Việt Nam chúng ta, thời phong kiến, vai trò, vị trí của người phụ nữ cũng ở cái vị trí rất là thấp, bị xem rất nhẹ. Cho nên mới nói rằng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Và nhà mà sinh được một cậu con trai thì hơn cả 10 cô con gái. 10 con gái coi như không có gì, nhưng sinh được cậu con trai là viết là có. Đó. Rồi người phụ nữ phải tam tòng. Tại gia thì tòng phụ, xuất gia tòng phu, mà phu tử tòng tử. Tức là phải đi theo, phải phụ thuộc. Ở nhà thì cha mẹ đặt đâu là phải ngồi đấy.
Lấy chồng là phải hoàn toàn lệ thuộc vào chồng, vào gia đình nhà chồng. Chồng mà chết thì phải phụ thuộc vào con, tổng tử theo con. Cho nên cái vị trí của người phụ nữ thời xưa đúng thật sự là bị xem rất nhẹ, rất nhẹ, không được coi trọng. Nhưng bây giờ chúng thấy kinh tế xã hội phát triển và vai trò của người phụ nữ chúng ta thấy đã được nâng tầm lên rất cao. Rất nhiều chị em phụ nữ tham gia các mặt kinh tế, xã hội, kể cả chính trị. Chúng ta cũng từng nghe rất nhiều vị nguyên thủ quốc gia là nữ, vào là tổng thống cũng có, thủ tướng cũng có. Ở Việt Nam mình thì trong lãnh đạo cao cấp của Đảng, hàng ngũ Bộ Chính trị cũng có 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội. Và đấy, những cái điều đó là cái điều đặc biệt, có thể nói là trước đây là không có. Nữ giới là vào Bộ Chính trị là rất hiếm, nhưng thời nay đã có rồi. Đến 3 nữ Bộ Chính trị trong Bộ Chính trị của Đảng chúng ta bây giờ. Thì cái điều đó chứng tỏ vai trò của người phụ nữ đã được đánh giá cao và nâng tầm lên. Người phụ nữ tham gia nhiều mặt trong xã hội. Giống như là giáo sư Trần Thọ Đạt trong cái bài thơ chúc mừng cô bác chị em vừa rồi đó, rất là hay. Giáo sư nói là đêm hôm qua mới sáng tác bài thơ đó, nhưng một bài thơ rất là giàu cảm xúc. Thầy mình có xin giáo sư bài thơ đó về để sẽ lưu vào trong cái tư liệu của chùa. Phải nói là một con người rất là yêu quý phụ nữ như giáo sư Trần Thọ Đạt. Thì cái điều đó là do chính bản thân chị em phụ nữ chúng ta phấn đấu, chúng ta rèn luyện mà xã hội đánh giá chúng ta, chứ không phải là ai đặt đẻ. Mặc dù phụ nữ thì đúng là phái đẹp, là phái cần được bảo vệ, che chở. Thế nhưng mà thời đại bây giờ, người phụ nữ có thể tự mình phấn đấu, tự mình vươn lên và xã hội đánh giá cái vai trò của mình. Thì cái điều đó là cái điều rất mừng. Cho vấn đề bình đẳng giới bây giờ cũng là vấn đề mà rất nhiều xã hội, nhiều đất nước quan tâm về bình đẳng giới. Và Việt Nam chúng ta thì sư thêm nghĩ rằng cái việc mà bình đẳng giới cũng đang được nâng cao. Phụ nữ tham gia rất nhiều mặt của xã hội, điều đó là điều rất quý. Và thưa cô bác chị em, sư thầy Thái Minh thì cũng thế, là một cái người rất là yêu mẹ, yêu chị, và đối với phụ nữ cũng thế, rất trân trọng, rất là quý. Vì biết chị em là cái người mà phải gánh vác rất nhiều mặt, rất vất vả. Đức Phật thì nói là phụ nữ có 5 điều khổ và vất vả hơn nam giới. Cái này nó thuộc về cái thiên chức. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ này, nói người phụ nữ có 5 điều vất vả. Thứ nhất là lúc trẻ thì phải rời nhà đến gia đình nhà chồng, có một mình thôi. Đấy. Cho nên chị em khi mà lấy chồng, về nhà chồng, vào một mình, một thân về nhà chồng, rất là buồn, rất là nhớ cha mẹ đẻ anh chị em, có khi khóc rất nhiều. Đấy là cái khổ người phụ nữ, người nam giới thì không phải. Thứ hai là người phụ nữ thì có nguyệt kỳ hàng tháng, cái đấy cũng là cái khổ, cái vất vả của chị em phụ nữ. Cái thứ ba là người phụ nữ phải mang thai, nam giới không phải mang thai. Đấy là cái vất vả. Cái thứ tư là phụ nữ phải sinh nở. Và cái thứ năm thì người phụ nữ thường là hay phải phục vụ người nam giới, người đàn ông. Thường là như vậy, trong xã hội nào cũng thường như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái đó là cái khổ, cái vất vả của người phụ nữ. Vì biết được như thế, cho nên là những người nam giới mà hiểu biết thì rất trân trọng, rất thương quý phụ nữ, nâng đỡ phụ nữ. Hôm nay đến với cái chương trình kỷ niệm ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam, thì sư Thế Minh rất mong muốn với cái chủ đề phụ nữ làm sao để được đẹp, được giàu và hạnh phúc và theo tinh thần của Phật giáo. Kính thưa cô bác với chị em,
đẹp là một nhu cầu, nhất là với phái nữ chúng ta. Nữ giới là bông hoa của nhân loại mà, hoa phải đẹp. Cái đẹp của phụ nữ bây giờ thì chúng ta có thể là dùng phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp, nhưng mà cái đẹp hôm nay mà Sư Thái Minh muốn đem đến cho cô bác và chị em, đó là cái đẹp tự nhiên. Làm sao để chúng ta được đẹp cái tự nhiên? Còn cái đẹp mà dùng dao kéo phẫu thuật ấy, thì nó không tự nhiên và nó đau đớn lắm. Có câu chuyện vui, một anh tên là Công, anh rất xấu xí. Và anh thấy cuộc đời của anh cũng rất là khổ vì mình rất xấu, xấu trai. Cho nên anh quyết tâm học hành cho thật giỏi. Học xong ra trường, xin việc làm và phấn đấu tu chí làm ăn thật giỏi. Và sau đó thì anh cũng lên được chức giám đốc. Lúc này anh quyết định là sẽ đổi cuộc đời của mình. Anh khi có điều kiện rồi, thì anh quyết định sẽ cưới một cô vợ và chọn một cô vợ thật xinh gái để cải tạo giống nòi. Và anh cũng được toại nguyện, anh cưới một cô vợ rất xinh gái và chồng rất hạnh phúc. Và một năm sau thì anh ta cũng rất là vui là cô vợ báo tin là có thai và thai đôi, là một trai một gái. Thế thì niềm vui nhân lên gấp bội, đợi vợ đến ngày sinh. Thế thì khi mà đưa vợ đến nhà hậu sinh và sinh con, khi vào bế con thì niềm vui của anh tan mất. Anh thấy hai đứa con của mình sao nó xấu tệ nữa. Nó xấu hơn cả bố nó. Thằng con trai xấu hơn bố nó. Còn đứa con gái thì xấu má chê quỷ hờn. Anh ta buồn lắm. Thế và anh quyết định là đi xét nghiệm xem là có đúng là hay là mình bị con, bị cháu nhầm không? Cháu mất nhầm con. Để xét nghiệm thì không đúng là con của hai vợ chồng thôi. Anh không hiểu sao, buồn lắm. Anh quyết định là phải đổi đời mà, cải tạo. Giống mình đã xấu rồi, mình phải lấy cô vợ đẹp để cho con mình nó đẹp chứ. Xấu như mình rất khổ. Và anh ta ôm cái nỗi buồn như vậy. Hôm ấy thì có một cô bạn của vợ anh ấy, vợ anh ấy tên là Họa. Thì bạn của cô Họa là cô Hương, đi làm ăn xa, hôm nay về thăm bạn, thì tìm đến số nhà anh, hỏi thăm đến nhà. Thì cô Hương đến hỏi đúng số nhà, thì cô vợ ra mở. Thì cô Hương nhìn thấy cô vợ, cô Hương này ngạc nhiên, bảo đây có đúng là nhà của bạn Họa không? Thì cô vợ bảo đúng rồi, Hương đấy à. Nhận ra Hương là nói bảo ô thế bạn ai, bảo tớ đây, Họa đây, Họa đây mà. Thế bảo Họa trời, sao Họa xinh đẹp thế? Họa mới cúi đầu nói nhỏ, này tớ mới đi Hàn Quốc đập cái mặt. Đập mặt, nhưng mà nói nhỏ bạn biết nhé, và không được cho chồng tớ biết đâu. Tớ đập mặt trước khi mà lấy chồng. Cách đây 2 năm là tớ thay cái mặt sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Thế thì cô bạn rất vui, trời ơi Họa đẹp quá, bảo bây giờ bạn là Hoa chứ không phải là Họa nữa rồi, bạn đẹp quá, đẹp như hoa, tươi như hoa. Thế là hai bạn rất vui, vào mời cơm. Đâu có ngờ là anh Công anh ở trong, anh nghe thấy hết câu chuyện. Bây giờ anh mới vỡ ra là vì sao mà hai đứa con của mình nó xấu. là vì cái gen của mẹ nó cũng xấu, có phải là gen mẹ nó đẹp đâu. Thế cho nên là hai đứa chúng nó xấu, xấu hơn cả bố rất nhiều. Thì thưa tất cả cô bác chị em, đấy là câu chuyện thời nay. Chúng ta có thể dùng phẫu thuật để chúng ta làm mình đẹp cái đó được. Nhưng mà cái mà Thái Minh muốn đem đến là cho chị em cái đẹp là cái đẹp thật sự, cái đẹp tự nhiên của mình. Thì cái này nó phải đúng theo nhân quả. Cái quy luật nhân quả là một quy luật rất là thực tế, không ai có thể khác được. Nhân quả nó chi phối. Thì trong kinh điển của Phật giáo, Đức Phật nói những cái nhân, những cái quả
làm như thế nào để chúng ta có thể trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Có thể bây giờ ta chưa đẹp, nhưng tương lai chúng ta cũng sẽ đẹp. Tất nhiên có những cái là định hình mà Phật giáo gọi là định nghiệp rồi thì nó khó chuyển, nó chuyển chậm. Những cái nào không phải định nghiệp ta vẫn có thể chuyển được. Thưa với tất cả cô bác chị em, trong bài kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách tu tập gieo nhân để chúng ta được hưởng cái quả xinh đẹp. Trước hết, để chúng ta xinh đẹp thì chúng ta làm sao phải không xấu xí đã. Thì Đức Phật có nói, những cái nhân như thế này chúng ta gieo là chúng ta sẽ bị xấu xí. Có 10 cái nhân, nếu chị em chúng ta mà làm là chúng ta sẽ bị xấu xí. Thứ nhất ấy, là mình hay khởi tâm sân giận. Sân giận tức là bực bội. Nếu mà ai mà hay bực bội thì tương lai sẽ xấu xí, sẽ xấu xí. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là nuôi dưỡng cái lòng oán hận. Ai mà thù ghét ai, nuôi dưỡng cái lòng oán hận đấy. Nhất là thề rằng cái mối thù này, cái giận ghét này, chết tôi mang theo, xuống mồ tôi cũng mang theo. Thì đấy là nuôi dưỡng lòng oán giận. Cái đấy sẽ làm chúng ta xấu xí đi. Thứ ba là mê hoặc lừa gạt người. Và người nào sinh cái ý đồ làm mê hoặc người khác và lừa gạt người ta thì rồi mình cũng sẽ xấu xí đi. Thứ tư là não loạn chúng sinh. Mình sống ở đâu cũng thế, mình làm rối loạn chúng sinh. Hay ở trong tập thể ta là người gây rối, làm phức tạp, rối rắm nhiều chuyện thì ta cũng sẽ bị xấu xí đi. Thứ năm là tâm không yêu kính cha mẹ. Chị em, người phụ nữ nào mà không yêu quý cha mẹ mình, không hiếu thảo, hiếu kính cha mẹ thì đấy cũng là cái nhân làm cho mình bị xấu xí đi. Cho nên cái này là cái chúng ta rất dễ thực hiện. Ai cũng có cha có mẹ, chúng ta thực tập cái tâm yêu kính cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ và yêu thương cha mẹ mình. Cái điều đó rất tốt, nó rất lợi ích. Cái tình yêu thương mà đặc biệt con cái yêu thương cha mẹ, nó giúp chúng ta có nhiều sức mạnh lắm, rất nhiều sức mạnh. Và cái này lại là cái nhân để chúng ta bớt xấu xí, không bị xấu xí. Thứ sáu là không cung kính với các bậc hiền thánh. Đối với các bậc thánh nhân, mình không khởi tâm cung kính, mình khinh chê, mình phỉ báng. Và những bậc vĩ nhân, những bậc hiền thánh, mình phỉ báng thì cái đó cũng là cái nhân mình xấu xí đi. Thứ bảy là chiếm đoạt ruộng vườn của các bậc hiền thánh và tài sản của hiền thánh. Sư Thế Minh nói để cho chị em dễ hiểu cái tài sản hiền thánh, ví dụ như là đất đai, đình, đền, chùa, miếu mạo, những cái tài sản vật dụng của đình, đền, chùa. Nếu mình lỡ mà lấy thì nó sẽ làm cho mình rất xấu xí. Thứ tám là trộm lấy đèn sáng ở nơi chùa tháp. Và ta đến chùa tháp ta lấy đèn hay là làm mất ánh sáng ở đấy đi. Thứ chín là hủy báng và chê bai khi thấy người xấu xí. Ta xinh đẹp, ta nhìn thấy ai xấu xí, ta chê bai, khinh chê người ta. Đấy cũng là cái nhân để mình sẽ bị xấu xí. Các cụ như mình hay nói là hôm trước cười người mà hôm sau lại bị người cười là thế đó. Cái này là cái mà chúng ta phải giữ mình rất là kỹ. Và thứ 10 là huân tập những cái việc ác. Chúng ta huân tập các cái việc ác, tức là này, thường học những cái thói xấu. Bây giờ, thưa với các cô giáo, là Sư Thái Minh thấy rất nhiều các em nữ sinh bây giờ đua đòi học những cái tật xấu rất nhiều, từ cách ăn nói, ăn mặc cũng thế. Những cái đẹp, những cái đoan trang không học, nhưng mà học những cái xấu nhiều lắm. Cho nên vừa nãy thì giáo sư Trần Thọ Đạt cũng nói là năm nay cái khóa học hè Chùa Ba Vàng, trường cũng sẽ tổ chức cho các em sinh viên được về đó để học, rất là quý. Tại trường Chùa Ba Vàng thì năm nào cũng tổ chức các khóa học hè cho các cháu học sinh và sinh viên và rất đông, có khi đến cả mấy nghìn cháu từ Bắc, Trung, Nam đều đến dự. Và các cháu dự học, các cháu rất tiến bộ,
về tư cách đạo đức rất tốt. Đó, cho nên cái việc mà cứ tập tành những cái thói xấu thì sẽ làm cho chúng ta bị xấu đi. Đấy là 10 cái nhân làm cho chúng ta xấu xí. Bây giờ chúng ta thoát khỏi cái xấu xí, chúng ta làm sao để được đẹp? Thì Đức Phật Thích Ca cũng bày cho chúng ta. Chúng ta làm 10 cái nhân này chúng ta đẹp. Thứ nhất là không sân giận nhé. Thường vui vẻ, thường cười vui. Cái nụ cười rất là quý. Dân Việt Nam chúng ta thì rất hay cười vào. Thế nhưng chúng ta cũng phải biết giữ nó. Giữ nụ cười thường xuyên. Trên môi chúng ta thường nở nụ cười. Trong nhà thiền các thầy thì cũng hay dạy về cái cách mình cười lắm. Sáng dậy là mình lên tập cười vào. Mình nở một nụ cười dù ngày hôm ấy như thế nào chưa biết, nhưng buổi sáng dậy mình cứ nhoẻn miệng cười cái đã. Thì ta cười thế là tất cả cái hệ thần kinh của mình nó được hưng phấn lên, ta sẽ sống ngày nó tốt hơn, nó tràn trề năng lượng hơn, tốt hơn. Đó, cho nên ta đừng nhăn nhó, đừng cau có. Thứ hai là biết bố thí áo quần. Ta bố thí áo quần, những cái để giúp cho người khác, người ta được che kín thân thể, không bị lõa lồ, thì ta cũng sẽ được xinh đẹp. Cái đó, nhất là cái việc chúng ta làm từ thiện á, cho các cái vùng bão lũ, những cái chỗ mà nghèo khổ, chúng ta vận động mọi người góp áo, góp quần để tặng cho những cái vùng đó, thì chúng ta cũng sẽ được cái phước báu là xinh đẹp. Thứ ba là yêu kính cha mẹ. Ta yêu kính cha mẹ cũng là cái nhân để chúng ta được xinh đẹp. Thứ tư là kính trọng các bậc hiền thánh. Thứ năm là tu sửa trang nghiêm tháp thờ Phật. Kính thưa đại chúng, Đức Phật là một bậc vĩ nhân rất tôn quý. Sư Thái Minh thì cái duyên được đi tu theo Phật không phải vì đi tu theo Phật mà khen Đức Phật đâu. Trước đó thì Sư Thái Minh cũng đã từng có cô bạn gái người Công giáo, cũng từng đi lễ nhà thờ, từng học bên nhà thờ. Nhưng sau này cái duyên với Phật nó sâu nặng. Và Thái Minh thấy là giáo lý của Đạo Phật thật sự là siêu việt và thật sự là khoa học. Cho nên ông bác học Einstein ông nói đó, Phật giáo không cần phải xét lại quan điểm của mình. Phật giáo có thể dẫn đường cho khoa học, có thể dẫn đường cho khoa học. Đó, không có một tôn giáo nào có thể đảm đương được cái việc này ngoài Phật giáo. Tức là đồng hành và dẫn đường cho khoa học được. Trong Phật giáo có cái rất là hay. Và dân tộc Việt Nam chúng ta rất may mắn là được tiếp cận, được tiếp thu giáo lý của Đạo Phật đã hơn 2.000 năm nay rồi. Cái đó là cái phúc lành của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy. Thế thì cho nên chúng ta mà tôn kính Phật, chúng ta được rất nhiều phước báu. Có thể nói Việt Nam chúng ta thì đến 80% là dân tín ngưỡng và yêu mến Phật giáo. Và đã có những giai đoạn mà Đạo Phật là quốc đạo rồi. Thời Lý, thời Trần chúng ta đã biết. Cái điều đó là cái điều sự thực. Chứ nói gì thì nói trong dòng máu của mỗi người dân Việt Nam đều có cái chất Phật cả. Dù là chúng ta, anh chị em đây có thể có những người bây giờ là theo tôn giáo khác, không phải Phật giáo. Nhưng mà Sư Thái Minh nói là trong dòng máu của mình ấy, ai mà chả là con cháu của các cụ từ thời Lý, thời Trần. Có phải không ạ? Đó. Bách Việt chúng ta từ thời Lý, thời Trần vẫn có, thì chúng ta cũng vẫn có cái chất của Phật giáo từ thời đó. Đấy là cái sự thật. Thế thì kính trọng tháp Phật. Thứ sáu là quét dọn điện thờ Phật. Và thứ bảy, dọn dẹp chỗ chúng tăng. Thứ tám là quét dọn chỗ ở chùa chiền. Thứ chín là khi thấy người xấu xí, mình không sinh cái tâm khinh chê mà lại khởi tâm thương xót và tôn trọng. Cái này chúng ta cố gắng chúng ta làm được. Thấy người xấu, mình không chê họ, không khinh họ, mình khởi tâm thương xót, đồng cảm với họ và tôn trọng họ. Vì thưa với tất cả cô bác chị em, những một người mà xấu xí, họ tủi thân và khổ lắm, nhất là đứng trước gương, càng soi gương càng buồn. Mà mình xấu mà soi gương càng buồn càng khổ, chứ họ khổ lắm mỗi khi buổi sáng mà phải soi gương đối với cái người mà dung nhan không được đẹp. Thế cho nên ta rất hiểu, ta rất thông cảm, ta làm sao ta đồng cảm với họ, chia sẻ với họ và tôn trọng họ. Cái này là chúng ta thực tập về tâm, chúng ta sẽ làm được. Thứ 10 là khi thấy người xinh đẹp,
ta phải biết ngay đây là họ có được cái phước nhân từ quá khứ. Ta thấy ai xinh đẹp, ta cũng rất là quý trọng họ, biết rằng trong quá khứ họ phải làm được một cái điều gì đó tốt đẹp thì đời này họ mới được xinh đẹp như vậy. Đấy. Và thưa với tất cả cô bác chị em, xinh đẹp là một cái điều rất quý, nó cũng là giá trị đấy. Cho nên là cái đẹp cũng có thể làm ra tiền được mà. Vâng. Một vị mà đạt hoa khôi, hoa hậu là có rất nhiều giá trị. Cái đó là cái sự thật. Đấy cũng là cái phước báu. Trong Đạo Phật thì nói đấy là phước báu. Thì Sư Thế Minh hôm nay muốn là cô bác chị em chúng ta phải đẹp đây. Và phải làm sao được đẹp, mà đẹp, đẹp thật. Không phải cái đẹp của dao kéo, mà cái đẹp thật là phải từ cái này. Và trong Đạo Phật thì muốn nhấn mạnh chúng ta tu những cái nhân để chúng ta được cái đẹp thật sự. Và thật sự ai mà yêu kính Phật giáo, tin theo nhân quả, chúng ta thực hành những điều này, chúng ta cũng sẽ được đẹp. Cho nên cô bác anh chị em thấy mọi người đi chùa, đi một thời gian thì cái tướng nó thay đổi. Chăm chỉ đi chùa thì tướng đẹp lên, tướng đẹp lên, hiền hậu hơn và trông mặt sáng láng hơn. Cái đấy là sự thật. Khi mà cái tâm mình đổi thì tướng mình nó đổi. Đạo Phật thấy rõ tâm là nó quyết định cái tướng của chúng ta. Khi tâm chúng ta nó tốt đẹp, trang nghiêm lên thì tướng chúng ta cũng sẽ tốt đẹp, trang nghiêm lên. Đấy là một sự thật. Và cái này là cái lâu dài. Cái này là cái lâu dài. Chứ không phải như là anh bạn công vừa rồi, phải không? Lấy phải cô vợ rõ đẹp nhưng mà cái gen của cô không đẹp. Vì cái gen nó thuộc về cái nghiệp không đẹp rồi thì không thể nào cải tạo giống nòi thế được. Mà chúng ta muốn cải tạo giống nòi là phải như vậy đấy. Phải chuyển từ cái nghiệp này, cái nghiệp không tốt trở thành cái nghiệp tốt, chúng ta sẽ được đẹp, được đẹp. Đó là cái mà Sư Thái Minh mong muốn gửi tới chị em hôm nay. Làm sao phụ nữ được đẹp, đẹp một cách chân thật và đẹp một cách tự nhiên. Tự nhiên từ nơi con người mình. Đó. Thứ hai, Đức Phật cũng dạy làm sao để chúng ta giàu có tài sản là một cái mà ai cũng mong muốn. Không phải nữ giới mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Nhưng làm sao để được giàu? Trường Đại học Kinh tế của chúng ta là trường dạy làm kinh tế và cũng dạy làm giàu đấy. Và nhưng bên cạnh đó, tất cả các kiến thức mà đây các giáo sư, các tiến sĩ, các thầy, các cô dạy cho các em là kiến thức. Nhưng mà còn để mà thành công để được giàu, nó lại là một vấn đề khác nữa đấy. Thái Minh cũng có nhiều bạn, ngày xưa học trong trường thì không phải là giỏi lắm. Nhưng sau đó ra trường lại rất thành đạt và họ giàu có, làm doanh nghiệp cũng rất là tốt. Vậy thì cái giàu này á, nó còn phụ thuộc vào một cái yếu tố nữa mà trong Đạo Phật gọi là phúc báu. Phúc báu. Không có phúc báu thì có thông minh cũng khó mà giàu được. Cho nên rất nhiều người rất thông minh mà vẫn nghèo. Cái đấy là sự thật. Cô bác chị em có thấy có trường hợp này không? Có đúng không ạ? Thông minh mà vẫn nghèo. Đó. Thế có những người ta không phải là thông minh lắm nhưng người ta lại rất giàu. Sinh ra người ta đã là con nhà giàu, con tỷ phú rồi. Đây thì chúng ta thấy cái giàu này nó có phải là chỉ hoàn toàn do thông minh đâu. Đó. Mà cái giàu này còn phụ thuộc vào cái phúc báo. Ở đây hôm nay là mong muốn chị em chúng ta cũng sẽ là những người có tài sản giàu có và tài sản chân thật. Mà nếu chúng ta mà cưỡng cầu để chúng ta được giàu thì cái giàu đấy nó không bền với chúng ta. Mà Đức Phật thì vẫn dạy chúng ta những cái nhân rất căn bản để chúng ta được có tài sản và tài sản đấy vững bền. Chứ còn tài sản mà chúng ta gọi là phi pháp nó không bền. Đức Phật dạy đấy, cái tài sản phi pháp thì nó sẽ bị lấy mất bởi bảy cái nhà nó đến đòi. Một đấy là mình sẽ bị tai nạn mà mất tài sản. Hai là bị bệnh tật mất tài sản. Thứ ba là bị nước cuốn trôi. Thứ tư là bị lửa thiêu cháy. Thứ năm là sinh ra con bất hiếu, con hư. Con hư phá hết tài sản của mình. Thứ sáu là trộm cắp nó lấy lại, đến cướp lại của mình. Thứ bảy là bị vua quan, bây giờ gọi là nhà nước, tịch thu tài sản. Nếu tài sản chúng ta tích lũy một cái phi pháp sẽ bị như vậy, không ở với mình lâu dài. Cho nên Đức Phật thì muốn dạy chúng ta sẽ có tài sản, nhưng một tài sản một cách rất chân chính mà từ phước báu của mình nó sinh ra. Cũng thưa với các thầy, các cô bác, chị em,
Sư Thế Minh khi mà bước chân về cái chùa vàng này, thầy Thọ Đạt ở đây, thầy Cường biết đấy, là không có cái gì luôn, hai bàn tay trắng. Nhưng mà dần dần nó hình thành một cái cơ sở, một cái tùng lâm như bây giờ, nó cũng phải từ cái tâm phước của mình. Thì cái này thầy Minh cảm nhận rất rõ ràng, rất rõ ràng là sự thật. Cái người có phước báu thì tự nhiên ấy, lộc và tài sản nó cũng sẽ đến với mình. Đấy là chân thật, đấy là chân thật. Thì Đức Phật có dạy cho chúng ta 10 cái nhân để chúng ta không bị nghèo khổ. Có không nghèo đã rồi chúng ta mới có thể giàu được. Nếu mà chúng ta mà làm những việc này chúng ta sẽ bị nghèo, chúng ta phải tránh. Thứ nhất là mình ăn trộm ăn cắp. Đó. Thứ hai là khuyên người ta trộm cắp. Thứ ba là khen ngợi cái việc trộm cắp. Thứ tư là khi thấy người trộm cắp mà mình vui thích, hoan hỉ. Đấy, cái này thưa với tất cả cô bác, chị em, phụ nữ mình thì cái này rất ít. Nam giới, nhất là thanh niên bây giờ thì các cháu ít được dạy về cái này. Rất dễ mắc. À, cái trộm cắp á. À, cái nhân trộm cắp sẽ làm chúng ta bị nghèo khổ. Bị nghèo khổ, bị thiếu tài sản, không có tài sản. Mình trộm cắp này, xui bảo người khác trộm cắp này. Đó, vui thích khi thấy người khác trộm cắp. Đó, thì đều là cái nhân xấu cả. Nhân ấy khiến chúng ta sẽ bị nghèo khổ, bị thiếu kém về tài sản. Thứ năm là cắt giảm tài sản của cha mẹ, bớt xén tài sản của cha mẹ, nha. Ăn bòn, ăn rút của cha mẹ. Cái này thì phụ nữ là cũng hay mắc đây. Cho nên các cụ người xưa nói là con gái là cái bòn mà. Vào. Nhất là khi mà lấy chồng ra ở riêng mà rất là chịu khó về nhà cha mẹ, bòn. Cái tivi này bây giờ là bố già rồi, xem nó hại mắt lắm, thôi để cho con, nghe không? Xem máy này bây giờ là bố không đi nữa đâu, để đến cho con chứ. Chúng ta bòn rất nhiều. Tất nhiên con gái là dễ bòn hơn con trai, vì mẹ nào chả thương con gái, về là mẹ rất là thương, rất xin là rất dễ. Cho nên nếu mà bòn rút tài sản của cha mẹ là chúng ta sẽ bị nghèo đó. Cho nên chị em cố gắng nhớ cái vừa nãy cái bên trên đấy. Yêu thương cha mẹ và chăm sóc cho cha mẹ, phải lo cho cha mẹ thật nhiều. Phụ nữ mà yêu quý cha mẹ của mình ấy, mình được rất nhiều phước. Sau này chính con của mình nó cũng lại yêu thương mình như vậy đó. Phước báu rất là nhiều. Nên cho nên là cái này là chúng ta làm được. Không bòn rút của cha mẹ. Dù nghèo đến mấy ta cũng tính cách để lo cho cha mẹ. Đó, phải lo cho cha mẹ. Từ lúc mình còn nghèo mình phải tập cái tính ấy đi. Lương tháng trong cái phần mà thu nhập của ta, ta để dành một phần để biếu bố mẹ. Đó, cái đấy là mình lo cho trẻ. Mình sẽ được phúc báo từ cái tâm lo lắng cho cha mẹ đấy. Chứ còn nếu chúng ta mà bòn rút tài sản, nghĩ cách chỉ nghĩ cách làm sao về cắt xén tài sản tiền bạc của cha mẹ thì mình sẽ bị nghèo khổ. Thứ sáu là chiếm đoạt tài sản của các bậc hiền thánh. Thứ bảy là khi thấy người được lợi, tâm không hoan hỉ. Cái này chúng ta cũng rất hay mắc. Và khi ta thấy ai được lợi ích gì đó là ta không hoan hỉ. Hoàng thấy chị này sắp được tăng lương, ta tìm cách làm sao đấy. Và để ta không cho được tăng lương. Người này sắp được thưởng, mà ta nói xấu để người này mất thành tích, không được thưởng nữa. Ta làm cho người ấy mất cái lợi ích đi. Thì chính chúng ta cũng sẽ bị nghèo khổ. Cái này nó thuộc về cái tâm ganh ghét đố kỵ đấy. Tâm ganh ghét đố kỵ nó rất nặng. Và thưa với lại tất cả cô bác chị em phụ nữ là phụ nữ là nặng cái tâm này nhiều lắm. Nặng cái tâm ganh ghét, cái tâm đố kỵ này nhiều lắm đấy. Cho nên Phật thì cũng nói là sinh làm phụ nữ thì thường là do cái tâm này nhiều. Cái tâm ganh ghét, cái tâm tật đố này. Cho nên chị em phải tu cái tâm này rất nhiều. Phải hoan hỷ, thấy người ta có cái duyên được lợi, mình phải hoan hỷ, có khi còn phải trợ giúp. Thì mình sẽ được lợi ích. Chứ còn mình lại ganh ghét, mình lại làm cho người ta bị mất cái lợi của người ta đi, mình sẽ bị tổn thất. Thứ tám là gây trở ngại, làm khó dễ người khác được lợi. Đấy, cái này cũng vậy. Thứ chín là khi thấy người bố thí, không sinh tâm hoan hỷ. Cái điều này là khi ta thấy ai mà giúp đỡ bố thí cho người nghèo khổ, ta không vui, ta không hoan hỷ, ta không có tùy hỷ với họ. Và ta lại chê trách họ là khoe của, là thế nọ, thế kia. Nghe? Thì cái điều đó không tốt cho ta. Ta cũng sẽ bị tiêu giảm mất tài sản của chính mình. Và thứ 10 là khi thấy người đời bị thiên tai
hoạn nạn không sinh tâm thương xót mà lại sinh cái tâm thích thú. À, khi nhìn thấy và người đời trong thế gian chỗ này bị thiên tai, bị bão lũ, bị khổ, ta không sinh cái tâm thương xót và không sinh được cái tâm thương xót, thì cái đó ta nhìn thấy mà ta vẫn vui vẻ, ta không thấy đồng cảm, không thấy xót thương, thì ta cũng bị nhân quả trong này, ta cũng sẽ bị tiêu giảm mất tài sản đó. Thưa đại chúng, cái chuyện này nó rất tế nhị. Và ta nhìn thấy cái hình ảnh đưa trên TV một cái vùng nào bão lũ và ta không khởi cái tâm xót thương. Và anh thấy cái nhà người ta nó trôi, có khi lại còn cười. Ôi, cái nhà trôi trông hay không? Đấy, là ta chết rồi. Những cái nhân quả nó rất tế nhị. Với đạo Phật thì nhìn thấy cái nhân quả nó rất là vi tế, rất sâu sắc. Không phải chuyện nhỏ. Có khi chỉ một cái khởi ý nghĩ trong mình thôi mà nó đã hình thành ra quả rồi đấy. Ra quả chúng ta phải trả đấy. Rất tế nhị. Đó là 10 cái nhân, nếu chúng ta làm chúng ta sẽ bị nghèo khổ, tài sản mình nó sẽ bị tiêu giảm đi. Và đây Phật cũng dạy chúng ta 10 cái nhân để chúng ta được tích lũy tài sản, và tài sản nó càng hưng vượng lên. Đây là 10 cái nhân. Thứ nhất là mình phải xa lìa việc trộm cắp. Thứ hai là khuyên người không trộm cắp. Thứ ba là khen ngợi việc làm không trộm cắp. Thứ tư là thấy người không trộm cắp mình rất quý mến hoan hỷ. Tức là mình phải bài trừ cái việc trộm cắp từ trong tâm mình, à, không bao giờ động lõa việc này. Cho đến con mình cũng thế, mình phải dạy con mình. Cũng có những người mẹ thấy con đi ăn cắp được lại vui, lại mừng, khen nó giỏi lắm, mà cái đó không tốt. Mà sau này chính con mình và mình đều bị cái cảnh nghèo khổ cả. Rồi thứ năm là cung cấp tài sản nuôi sống cha mẹ. Thứ sáu là cúng dường những vật cần thiết cho các bậc hiền thánh. Thứ bảy là khi thấy người được lợi, tâm sinh hoan hỷ. Thứ tám, khi thấy người cầu lợi, tìm cách trợ giúp cho họ. Cái này là khó đấy. Và thấy người họ mong cầu cái lợi ích chính đáng, mình tìm cách mình giúp cho họ. Thứ chín là khi thấy người thích bố thí thì mình tâm mình rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Và thứ 10, khi thấy người đời đói khổ, hoạn nạn, ta sinh tâm thương xót, giúp đỡ. Ta làm ngược lại 10 cái điều lúc nãy, chúng ta sẽ được cái phước báo. Và thưa với tất cả cô bác, anh chị em, đây là những cái nhân mà Đức Phật dạy chúng ta chân thật. Gieo nhân này, ta sẽ tích lũy được phúc báo. Từ cái phúc báo này, nó mới sinh ra tài sản, ra lộc cho chúng ta. Cái đấy là sự thật. Có kinh nghiệm của Thái Minh thấy rất rõ. Những người có phúc báu ấy, họ vào cái vùng nào, vào cái chỗ nào, dẫu nghèo khổ rồi họ cũng vẫn bật lên được. Đấy là chuyện thật. Đó. Nó là cái phúc nó đi theo người. Phúc đi theo người. Thì đây là 10 cái nhân để chúng ta được giàu có. Thì Sư Thái Minh rất mong mỏi cô bác chị em nghe 10 cái nhân này Phật dạy, chúng ta sẽ tu và chúng ta sẽ thực hành để cho chị em giáo viên trường kinh tế sẽ thật là những người giàu có. Mà khi mà chúng ta dạy kinh tế mà chúng ta lại giàu có thật thì nó cũng rất dễ nói. Chúng ta biết làm kinh tế, không phải làm kinh tế nó được đâu. Cái người có phúc báu họ tính, họ làm nó trúng, nó được. Còn ta không có phúc báu, ta tính, ta làm nó trượt đi mất. Tính cái này nó hỏng đi mất đấy. Cái đấy là cái chuyện rất thật. Cho nên cái dự trữ tích lũy phúc báu là cái cần thiết. Cho nên các cụ ngày xưa dạy chúng ta là phải biết tích phúc. Tích phúc phòng cơ là thế, tích phúc phòng khi đói khổ. Khi đói khổ mình có phúc báo thì tự nhiên mình lại không bị vào cái khổ. Cái chữ phúc trong nhà Phật rất là quan trọng. Ta có phúc nó bảo bọc cho mình rất nhiều thứ. Cho nên ở trên đời này hơn nhau ở cái chữ phúc này đấy. Mỗi người phải chăm chỉ tu nhân tích đức và tích phúc báo cho mình. Cái điều đó là cái điều chân thật. Và Sư Thế Minh mong mỏi tất cả cô bác chị em nghe lời Phật hôm nay, ta sẽ làm cái điều này. Và cũng xin với Thầy Đạt, trong cái chương trình mà giảng dạy kinh tế của chúng ta, dạy cho các em làm kinh tế làm giàu, ta cũng nên dạy các em cái cách tích cái phúc báo này. Cái phúc báo nó mới bảo trợ cho mình được. Nếu mình vô phúc, mình có học giỏi đến mấy cũng không làm được việc. Nó vậy đấy, nó vẫn không thành công trong cuộc đời. Đa phần cái người thành công trong cuộc đời là người phải có phúc báo. Chứ không có phúc báo không thể được. Đấy là sự thật mà kinh nghiệm Thái Minh thấy. Và với lời Phật dạy thì mình thấy đó là sự thật. Cái thứ ba là làm sao phụ nữ được hạnh phúc. Thì thưa với tất cả cô bác trẻ em,
Hạnh phúc là vấn đề tất cả chúng ta ai cũng mong cầu. Và cái tít của đất nước Việt Nam chúng ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc mà. Cái gì thì cái hạnh phúc là cái cuối cùng. Và nói với lại cả cô bác chị em mà sư Thái Minh đi tu cũng là cầu hạnh phúc đấy. Nhưng mà cái hạnh phúc mà Thái Minh nhắm đến nó có khác với hạnh phúc của cô bác, của chị em một chút. Cái hạnh phúc này nó gọi là hạnh phúc siêu thế, nó khác hơn. Nhưng mà còn cái hạnh phúc trần gian này thì ai cũng mong cầu cả. Và bây giờ thế giới, Liên Hiệp Quốc cũng đã đưa ra những cái tiêu chí hạnh phúc và gọi là hạnh phúc của thế giới đấy. Và Việt Nam chúng ta cũng tham gia cái chương trình này. Đây là một cái rất là văn minh. Và cái mục đích của nhân loại của chúng ta sinh ra đời này là tìm cầu hạnh phúc cơ mà. Chứ có phải là cái gì đâu. Chúng ta phấn đấu cái này, phấn đấu cái kia cũng để được hạnh phúc thôi. Và bây giờ tất nhiên có nhiều cái tiêu chí đưa ra về hạnh phúc lắm. Và có người nói thì nhiều tiền là hạnh phúc. Và có người thì nói là danh vọng thật cao mới là hạnh phúc. Thế nhưng mà tiêu chung thì cơ bản chúng ta, một con người trong đời hạnh phúc thì thường quan niệm thứ nhất là mình có một cái gia đình êm ấm và vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải có tài sản. Thì như lúc nãy Thái Minh nói đấy, làm sao mình có tài sản, có của ăn của để, dư giả, không đến nỗi thiếu thốn. Cần tiêu, cần chi cái gì là có, không phải vay, phải giật. Nghèo là khổ, nghèo thật sự là khổ. Cho nên ta nói là nghèo thì đi với hèn là thế đấy. Nghèo hay hèn và khổ thì chúng ta phải có tài sản. Đó, có tài sản đủ để chi dùng. Đấy là một cái làm cho chúng ta hạnh phúc. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải có sức khỏe. Có sức khỏe, chứ còn có của rất là nhiều. Nhưng mà suốt ngày bệnh tật ốm đau, ăn không được thì làm gì có hạnh phúc gì đâu. Phải có sức khỏe. Và trong Đạo Phật thì cũng đặt cái vấn đề sức khỏe lên rất quan trọng đấy. Sức khỏe là vàng luôn đấy. Có sức khỏe thì mới làm được mọi cái. À, không có sức khỏe thì chả như không cả cảm thụ được cuộc sống nữa. Không biết là vui khổ nào vì nó đau đớn suốt ngày triền miên bệnh tật thì còn gì mà hạnh phúc nữa. Không hạnh phúc gì cả. Cái nữa là chúng ta phải trong cuộc sống phải thành đạt. Thành đạt cũng là một yếu tố góp phần cho chúng ta hạnh phúc. Và cái thứ năm là chúng ta được mọi người yêu quý. Đây là trong cái quan hệ xã hội. Chúng ta có tất cả bốn cái kia nhưng mà chúng ta không có bạn, không có ai, không có ai yêu quý, tôn trọng mình cả. Và ai cũng xem thường mình, thế thì làm sao? Cho nên cái này cũng là một cái yếu tố để chúng ta hạnh phúc. Thì trong cuộc đời nhìn chung một con người như thế thì là hạnh phúc. Và thưa với tất cả cô bác chị em thì hiện nay trên thế giới họ đánh giá đó, thì đất nước Bhutan là một đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Mặc dù cái thu nhập bình quân đầu người của dân Bhutan không cao, nhưng đất nước này thì Phật giáo là quốc đạo. Dân người ta sống rất hiền hòa và họ cũng không có nhiều cái những cái mưu cầu. Và cái chỉ số hạnh phúc của đất nước này người ta đánh giá là cao nhất thế giới bây giờ đấy, Bhutan. À, còn trước đó thì là Na Uy rồi Đan Mạch. Nhưng hiện nay là Bhutan là đang được đánh giá là một những nước mà chỉ số hạnh phúc rất cao. Dân người ta rất hài lòng với cuộc sống. Vậy thì chị em phụ nữ chúng ta hiểu thế nào là hạnh phúc và làm thế nào để chúng ta hạnh phúc? Có sắc đẹp, có tài sản nhưng chưa hẳn đã hạnh phúc. Thì Thái Minh sau khi mà lặn nội trong rừng kinh điển của Phật giáo thì mới thấy Đức Phật dạy chúng ta về hạnh phúc rất nhiều. Cái hạnh phúc mà sư Thái Minh và các vị tăng sĩ đang tìm cầu thì nó gọi là hạnh phúc siêu thế. Nó có khác với lại cả mọi người. Nhưng mà cái hạnh phúc mà mọi người chúng ta đang tìm đây là hạnh phúc tương đối ở thế gian. Chúng ta cũng cần phải có. Thế thì Đức Phật dạy thế này. Người biết đủ là an lạc. Biết đủ tức là mình biết hài lòng với tất cả những cái gì mình đã có. Khi mình phấn đấu hết mình rồi và thì mình hài lòng với nó thì mình sẽ an lạc. Còn người không biết đủ thì không bao giờ an lạc cả. Không hạnh phúc được cả. Đó. Thứ hai là cái tâm mình mà luôn luôn mình so sánh, mình đố kỵ thì mình cũng không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc được. Đức Phật có kể một câu chuyện. Có con quạ, nó nhìn thấy một con thiên nga thì nó rất ngưỡng mộ con thiên nga. Nó nhìn thấy thân nó đen xì, nó chạy đến con thiên nga mà bạn thiên nga ơi, tôi nghĩ bạn là người hạnh phúc nhất. Tôi ước mong sao tôi có được cái bộ lông như bạn.
Thế con thiên nga nó bảo, tôi cũng nghĩ tôi là hạnh phúc. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy con vẹt, thì tôi mới thấy tôi thua con vẹt. Vì con vẹt lông của nó còn mấy màu sặc sỡ đẹp hơn tôi. Tôi chỉ có mỗi màu trắng thôi. Cho nên tôi thấy tôi cũng không hạnh phúc. Thế là con quạ lại chạy đến con vẹt. Bảo vẹt ơi, bạn là người thật hạnh phúc. Tôi ngưỡng mộ bạn lắm. Thế con vẹt bảo, tôi cũng nghĩ tôi là người hạnh phúc. Nhưng khi tôi nhìn thấy con công, thì tôi mới thấy tôi thật sự là tôi khổ quá, tôi không so sánh gì được con công. Con công nó hàng trăm màu sặc sỡ và bao nhiêu người ngưỡng mộ nó. Đấy. Thế thì con quạ lại đến vườn thú để thăm con công. Thì lúc đó đến là thấy bao nhiêu người đang xem con công nó múa. Khi một người xem xong rồi, một người đi hết rồi, thì quạ đến gần công mà, công ơi, bạn đúng là người hạnh phúc nhất thật. Bao nhiêu người ngưỡng mộ bạn. Thì con công bảo, đúng, tôi cũng nghĩ tôi là hạnh phúc đấy. Nhưng mà quả, tôi nói thật nhé, nhiều lúc tôi lại ước ao tôi được như quả đấy. Vì tôi bị nhốt trong cái lồng này. Wow. Tuy rằng hàng trăm hàng ngàn người xem thôi, nhưng mà tôi ước ao có một ngày tôi được tự do, không bị ở trong cái lồng mà kiểm khóa thế này. Tôi mong tôi được như quả đấy, quả không tung cánh trên trời. Lúc ấy thì quả mới vỡ ra. À, hóa ra hạnh phúc là như vậy đấy. Ừ. Nếu mà mình cứ so sánh như thế thì mãi mãi mình không bao giờ mình hạnh phúc được. Cho nên người ta cũng có làm những cái thăm dò đấy. Những người thật là giàu có mà cũng không phải cái chỉ số của họ, hạnh phúc của họ cao đâu. Không phải cao. Vì cái người giàu, thường giàu thì lại muốn giàu hơn và giàu hơn nữa. Đó. Và cái tham vọng, cái khát vọng họ rất là nhiều. Nên họ cũng không cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì cái lòng ham muốn của chúng ta thì nó không có đáy. Đức Phật dạy là không có đáy. Cho Đức Phật gọi là biết dừng, biết đủ là an lạc. Biết đủ, biết hài lòng. Chúng ta phấn đấu hết mình, nhưng rồi chúng ta biết hài lòng với những cái mình có. Biết hài lòng. Thì cái đó sẽ giúp cho chúng ta được an lạc trong cái cuộc sống tương đối này. Thế thì chị em phụ nữ cũng thế. Và chúng ta làm sao gieo cái nhân để có sắc đẹp. Gieo cái nhân để chúng ta có tài sản. Hai cái này là hai cái cũng rất căn bản, giúp phần cho chúng ta hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái hạnh phúc sâu sắc hơn nữa, nó phải đến từ một cái nội tâm của chúng ta. Hạnh phúc chân thật phải xuất phát từ tâm hồn của chúng ta. Tâm chúng ta phải như thế nào? Đó là chúng ta phải đào luyện một cái tâm, và một cái tâm biết hài lòng với cuộc sống, biết nở nụ cười trước tất cả những nghịch cảnh khó khăn. Và mình cứ yêu đời, cứ lạc quan, cái đó mới giúp chúng ta có hạnh phúc được. Chứ còn cuộc sống này chẳng bao giờ nó bằng phẳng, và nó có rất nhiều chông gai. Nhưng chúng ta biết đi qua nó, coi nó như những trang sách mà chúng ta được đọc, những câu chuyện thôi. Thực sự cuộc đời là quyển sách để chúng ta đọc qua. Trong cái bài Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy về cái tâm của chúng ta mà chúng ta cần phải rèn. Không phải nữ giới mà kể cả nam giới chúng ta phải rèn thì mình mới được hạnh phúc được. Đức Phật nói về cái tâm này, tâm của chúng ta, nó rất khó nắm giữ và nó rất khinh động. Cái tâm này nó chạy, nhảy, lung tung. Mà Phật dạy nó giống như là con khỉ và con vượn vậy đó. Khi cái tâm mà nó chạy nhảy lung tung như vậy, nó khiến chúng ta sẽ bất an, đau khổ. Mà nếu một người không được rèn luyện tâm thì thường đau khổ nhiều, thường thất vọng và đau khổ nhiều. Cho nên tâm khó giữ và khinh động. Theo các dục nó quay cuồng. Và cái tâm chúng ta nó chạy theo các cái ham muốn dục lạc, nó quay cuồng. Và như thế ta cứ khổ mãi thôi. Thực sự là Sư Thái Minh khi mà rời trường rồi đấy, về bộ công nghiệp công tác cũng thế, lúc đầu cũng thế, ta cũng chạy đua, tranh đua rất là dữ. Phấn đấu rất là nhiều. Tất nhiên phải phấn đấu, nhưng mà bên trong đó là một cái dục vọng của mình. Lúc ấy mình thấy thật sự nó rất khổ. Vẫn không bằng ai, không bằng ai. Khổ tâm ghê lắm. Sau này khi mà đọc giáo lý của Phật rồi thấy hay quá. Lúc ấy biết hài lòng, gọi là biết đủ. Nhà Phật dùng cái từ gọi là tri túc. Tri túc là biết đủ. Thì lúc ấy bắt đầu biết dừng, biết hài lòng. Và thấy tâm mình nó bình an. Lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đấy là lời Đức Phật dạy. Khi cái tâm chúng ta được điều phục thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta vẫn an lạc được. Thưa đại chúng, cuộc đời này đấy, nó như vậy, sóng gió, phong ba rất nhiều. Nhưng mà tâm chúng ta định tĩnh được, và giữ cho nó được điều phục được, an rồi. Tâm an thì mọi việc nó an ổn.
Cho nên các vị thiền sư ngày xưa đó, họ không có phải cuộc sống vật chất sung túc, nhưng họ rất an lạc. Đức vua Trần Nhân Tông của chúng ta bỏ ngai vàng vào trong núi Yên Tử, ngồi trong hang đá đấy tu hành, nhưng mà lại rất an. Cho nên Ngài mới nói là cư trần lạc đạo, viết cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, ở trong trần gian mà tâm an lạc được với đạo. Thế thì nó phải một cái tâm. Cho nên thực sự chúng ta phải quay về biết được hạnh phúc gốc ở tâm chúng ta. Khi cái tâm này được điều phục, được huấn luyện, được tôi luyện rồi, nó có bản lĩnh, nó vững vàng, thì trong trường hợp nào nó cũng vẫn an lạc. Đó, dù sóng gió, dù khổ đau đến với chúng ta vẫn giữ được cái tâm an lạc. Cái này là cái rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vì mục đích của chúng ta là đạt được hạnh phúc mà. Mà hạnh phúc là chúng ta biết phải ở tâm, không có cái gì khác cả. Tâm không cảm nhận được hạnh phúc thì là ta không hạnh phúc thôi. Thế mà tâm cảm nhận hạnh phúc là tâm, một cái tâm phải bình an thì mới hạnh phúc. Cho nên tâm hồn thanh thản, bình an là gốc của hạnh phúc. Thì mong rằng chị em phụ nữ chúng ta hôm nay không những đẹp, giàu và biết sống hạnh phúc. Đó là cái điều mà Sư Thái Minh cũng như giáo sư tiến sĩ Trần Tọa Đạt và tất cả các thầy, các bác nam giới hôm nay ở đây muốn gửi gắm tới cô bác chị em phụ nữ hôm nay. Làm sao phụ nữ giàu, đẹp và hạnh phúc, đó là điều mà một nửa nhân loại mong muốn gửi tới chị em hôm nay. Xin chúc tất cả chị em được toại nguyện. A Di Đà Phật.